Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay em sẽ quay giới thiệu cho anh em về sản phẩm nội địa Nhật nha. Đó, dòng điện 100V nha anh em. Con này thì là một con cắt bê tông nha anh em ha. Nó mang cái lữ hiện tại là lữ 1 tấc 6 anh em, nhưng mà cái lữ nó tối đa là một tấc 8 ha. Đó, lữ này thì hợp kim anh em ha. Nó tối đa nó là được 1 tấc 8 mang cái lữ ha. Đó, còn cái tem của nó nè, kiểu Makita nha anh em. Nó 5000 dòng trên 1 phút ha. Con này thì 1440W nha anh em. Đó, điện thì 100V ha. Anh em lưu ý ngoại hình còn khá là đẹp ha. Tay cầm nhựa nha anh em. Đó, ngoại hình ha, đế nhôm ha, rất là mới. Rồi, con này thì em chưa vệ sinh nha anh em. Đó, dây nè, dây thì dây này không phải dây zin nha anh em ha. Cho anh em coi luôn ha, dây thì nó đã đứt và em nối lại ha. Cái bành dây khá là dài nha anh em. Rồi, em test máy cho anh em xem luôn nè. Đó. Cử là còn đầy đủ hết nha anh em ha. Tay cầm thì tay này chắc không phải zin của nó rồi. Đó, thì đầy đủ đồ hết nha anh em. Thì con này em bán với giá là 650.000. Anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship ha. Còn nếu như anh em nào ship COD nhận hàng thanh toán thì là vui lòng chịu phí vận chuyển giùm em ha. Đó, rồi đó, ngoại hình anh em xem nè, khá là mới nha anh em. Đó, lữ đang mang cái lữ là 1 tấc 6. Đó, còn mang lữ tối đa lớn là 1 tấc 8 nha anh em. Rồi, cắt bê tông. Rồi, em xin kết thúc clip ha. Anh em có gì thì cứ liên hệ em qua số điện thoại em có ghi dưới phần tiêu đề. Rồi, em xin kết thúc clip.